sống trong các khu chung cư hiện đại, nó ít có điều kiện để giao tiếp mọi người với nhau. Nghĩa là cái cá nhân của mọi người với cộng đồng, nó có cái phần, nó có cái giảm sút. Thế thì cái giảm sút ở đây là do những cái yếu tố khách quan. Trước cái việc như vậy, khi mà cuộc họp chi bộ đầu tiên, thì tôi cũng đặt ra là xây dựng cái mô hình liên gia văn hóa. Thế thì cái chữ liên gia nó đã có trong từ điển của chúng ta từ trước năm 1975. Liên gia nó liên quan tới những gia đình, những hộ gia đình liên kết gắn bó ở gần nhau. Sống ở khu chung cư này gần 20 năm, cũng là gần 20 năm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Bích Hồng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, nay là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 12, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, phải chứng kiến sự thay đổi, chứng kiến khoảng cách ngày càng xa của một bộ phận dân cư không nhỏ trong các khu đô thị. Khái niệm tình làng, nghĩa xóm dần trở nên phai nhạt, thậm chí không hiếm cư dân ở cùng một chung cư nhưng lại không biết tên, không biết cả một câu chào, một nụ cười mỗi khi gặp mặt. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục như thế này, thì không biết một điều gì nó sẽ xảy ra. Thì chúng tôi liên kết lại, xây dựng chung, đoàn kết, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng xóm phố, xây dựng tinh thần đoàn kết chung. Vậy thì mỗi chúng tôi với mỗi cái liên gia như vậy sẽ là một cái pháo đài để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Với mong muốn mỗi liên gia văn hóa là một pháo đài để xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, mô hình liên gia văn hóa tổ dân phố 12, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã được thành lập. Trong những ngày đầu thành lập, mô hình này cũng gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng nhờ những nỗ lực động viên nhau cố gắng trở thành những người đi đầu để gắn kết những thành viên trong khu dân cư, dần dần mô hình liên gia văn hóa đã được lan tỏa rộng khắp. Đây là một vấn đề rất là mới. Mới cả về mô hình, mới cả về mặt tên gọi. Thì hiện nay thì chúng ta mới chỉ có những tên như là tên gọi như là mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy. Thế thì cái chữ văn hóa là chữ mà chưa qua dùng đến. Cho nên đặt ra cái mô hình này là muốn là đặt ra một cái vấn đề là phát triển toàn diện các cái mối quan hệ giữa con người với con người trong cái xã hội đương đại. Không chỉ xây dựng những quy tắc cụ thể, rõ ràng như việc cần chú trọng văn hóa ứng xử, giao tiếp nơi công cộng, cơ quan, đơn vị, ứng xử với cộng đồng, ứng xử trong gia đình, xây dựng văn minh, đô thị. Việc cần thực hiện ngay hướng đến cộng đồng, các hoạt động văn hóa, thể thao của Liên gia Văn hóa Tổ dân phố số 12 cũng không ngừng phát triển mạnh mẽ. Từ các câu lạc bộ theo sở thích đến các hoạt động xây dựng tủ sách cộng đồng, không gian vui chơi đều được nhân dân tích cực hưởng ứng. Lập cái tổ liên gia, tức là gắn kết những cái gia đình mà lâu nay có thể nói là chúng tôi chẳng hiểu gì nhau, nhưng mà qua cái này thì chúng tôi sẽ dần dần sẽ hiểu nhau, qua cái tìm hiểu này gắn kết lại được với nhau. Chúng tôi thấy đây là mô hình rất là tốt cho cộng đồng, bởi vì trong cái liên gia văn hóa thì chúng tôi sinh hoạt thì thấy nó như là một gia đình lớn đầm ấm. Và mọi cái hoạt động của liên gia văn hóa nó mang lại cái hiệu quả rất lớn cho công tác chính trị và xã hội của khu vực. Cách làm hiệu quả sáng tạo của mô hình liên gia văn hóa ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã cho thấy những hiệu quả rõ nét khi khơi dậy được sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân. Đây là một mô hình thiết thực và ý nghĩa cần được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến trong đời sống văn hóa, xã hội của các địa phương.